Cao thủ Trung Quốc. Lên hậu. Nhập xa rồi. Đây, tốt lên. Nó hay đấy. Về hậu. Chiều thì mình sẽ ăn thôi. Xe
Rồi. Uff. Cầu thủ China. Đẹp rồi. UAE. CTC đánh quá bài bản, không một kẽ hở nào. Lên xe. Đổi xe thôi. Chiều hết à?
Hỏng mẹ nó rồi. May quá, con có nước đẩy tốt này cứu. Hậu sẽ phòng thủ cho hàng ngang này. Bảy giây. Xịt hỏa.